Một đoạn đường của suốt con đường phục vụ anh em, đâu đã là chi, chẳng có gì đáng tự hào. Nhưng ở thời điểm này, xin cho con một khoảng lặng, nhìn lại hành trình đã đi qua, để con cảm nhận và bước tiếp. Tình yêu đời đã xanh ngày mới.